Cuối tháng 11 năm Mậu Thân 1788, Nguyễn Huệ nhận được cấp báo của Ngô Văn Sở từ Bắc Hà cho biết Đại quân Thanh chia làm bốn đạo đã tràn vào nước ta. Trước lực lượng giặc quá mạnh, quân ta rút về Tam Điệp để cho chúng vào chiếm Thăng Long. Nhiệm vụ chống giặc ngoại xâm được đặt ra cấp bách. Để có danh chính ngôn thuận, Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế ở Phú Xuân, lấy hiệu là Quang Trung, rồi dẫn quân ra Bắc. Từ Phú Xuân ra đến Nghệ An, đường dài 300 km, quân Tây Sơn chỉ đi hết 4 ngày. Quả là một cuộc hành quân thần tốc. Đến Thanh Hóa, nhà vua làm bài hiệu dụ quân sĩ đánh giặc, trong đó có câu: đánh cho sử chi Nam Quốc anh hùng chi hữu chủ. Ngày 20 tháng Chạp, đại quân của Quang Trung ra đến Tam Điệp Ninh Bình. Đại tư mã Ngô Văn Sở đến quỳ trước vua xin chịu tội, chưa đánh đã lui. Quang Trung nghiêm khắc khiển trách, nhưng khen các tướng đã bảo toàn được lực lượng và làm cho kẻ địch chủ quan. Ngày 30 Tết, Quang Trung cho mở lễ khao quân. Nhà vua nói với tướng sĩ: hôm nay ta cùng các ngươi hãy tạm ăn Tết trước, hẹn đến ngày mùng 7 năm mới thì vào thành Thăng Long mở tiệc ăn mừng. Đúng đêm trừ tịch, trời tối đen như mực, các đạo quân được lệnh lặng lẽ xuất phát. Đạo quân chủ lực bao gồm bộ binh, tượng binh, kỵ binh do vua Quang Trung đích thân chỉ huy trung quân. Ngày Tết, quân Thanh bày trò vui chơi cờ bạc thác loạn. Khắp Thăng Long, đâu đâu cũng gặp bọn lính say túy lúy. Trong khi đó, quân ta lần lượt vượt bến đò Giáng Khẩu, rồi tiến đến vây kín đồn Hà Hội. Bấy giờ là đêm mùng 3, quân Thanh vẫn mải mê ăn Tết. Sau một phát pháo lệnh, quân ta bất ngờ xông vào, chiêng trống cua vang, đuốc đốt rực trời, khiến quân giặc khiếp đảm, bỏ giáo xin hàng. Đồn Ngọc Hồi là vị trí tiền tiêu của giặc, trấn giữ cửa ngõ Thăng Long, chặn đường tiến quân của vua Quang Trung. Đồn có quân số rất lớn, phòng thủ nghiêm ngặt. Cậy có hỏa lực mạnh, quân giặc trong đồn bắn ra dữ dội, quân ta không tiến lên được. Vua sai quân lấy các mảnh ván ghép lại, bện rơm, sấp nước làm khiên. Cứ 20 người mang một tấm khiên xông lên, quân giặc bắn tên đạn ra đều vô hiệu. Quang Trung đích thân cưỡi voi đốc chiến. Quân ta tiến đến sát đồn, nhất tề bỏ khiên ào tới tiêu diệt địch. Quân giặc chống cự không nổi chạy tán loạn, phó tướng Hứa Thế Hanh chết trong đám loạn quân. Cùng lúc ấy, cánh quân của Đô Đốc Long cũng tiến đánh đồn Khương Thượng. Quân Thanh bị chết vô kể, thây chất thành núi. Thái thú Sầm Nghi Đống bùn rủn chân tay, treo cổ tự tử trên gò Đống Đa. Sáng mùng 5 Tết, Tổng đốc Tôn Sĩ Nghị còn đang say ngủ thì tin thất trận từ các ngả dồn dập báo về. Không kịp lấy ấn tín, vội nhảy lên ngựa bỏ chạy, thoát được qua cầu phao bắc trên sông Hồng, rồi một mình một ngựa trốn lên phương Bắc. Quân Thanh như rắn mất đầu, chen chúc tranh nhau qua cầu phao. Cầu phao gãy, quân giặc chết chìm dưới làn nước lạnh giá, xác lềnh bềnh cả một quãng sông. Quân ta hùng dũng tiến vào Thăng Long giải phóng. Vua Quang Trung, áo bào còn khét mùi khói súng, ngự trên bành voi, dẫn đầu đoàn quân chiến thắng giữa tiếng reo hò hân hoan của dân kinh thành. Hoa đào đỏ rực phố phường đã sạch bóng quân thù. Lời hẹn của nhà vua đã ứng đúng, không những thế, còn sớm trước 2 ngày.